Để chủ động phòng chống và nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, ngày 13 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công đã phối hợp cùng công an thành phố tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy năm 2021. Tham gia lớp tập huấn đợt này có trên 150 đại biểu là chủ tịch ủy ban nhân dân, trưởng công an và trưởng ban bảo vệ dân phố của 10 xã phường trên địa bàn. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe các nội dung của hệ thống văn bản nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và đã được cung cấp cuốn tài liệu huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an biên soạn. Đây được coi như cẩm năng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở. Bên cạnh đó, các học viên được nghe giới thiệu về quy trình xử lý một vụ cháy và nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ dân phố khi xảy ra cháy trên địa bàn, ngoài ra các đại biểu còn được nghe về hệ thống phòng cháy chữa cháy cấu tạo tính năng và các tác dụng cách bảo quản sử dụng các loại phương tiện chữa cháy sau phần lý thuyết dưới sự hướng dẫn của các đồng chí cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh các học viên đã được thực hành sử dụng các phương tiện bình chữa cháy để dập tắt đám cháy đây là dịp để cán bộ cơ sở nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phòng chống cháy nổ và chủ động phòng ngừa các nguy cơ có thể dẫn đến cháy nổ hạn chế tối đa những thiệt hại do cháy nổ gây ra